giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 7A1 trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tôi xin được chia sẻ cảm nhận của mình về việc đọc sách. Đọc sách chính là chìa khóa vạn năng để mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Sách là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, dạy ta biết sống đẹp, sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Hãy biết yêu sách, chăm đọc sách và phát huy những giá trị từ sách, vì sách mãi là người bạn thân thiết của chúng ta. Sách là kho tàng lưu trữ những di sản thành tựu vô giá. Không ít quyển sách đã để lại ấn tượng khó phai, là tiền đề, mục đích, ý tưởng sống. Tôi đã được đọc rất nhiều cuốn sách của nhiều tác giả, nhưng đối với tôi, cuốn sách hay nhất là cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm đã chạm đến từng góc tâm hồn của bạn đọc. Đây thực sự là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ, mà ông còn dành tặng tất cả mọi người một tấm vé tìm về nơi trong trẻo, ngây ngô và bình yên nhất của đời người. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một câu chuyện cổ tích ngoài đời thật cho người lớn, đưa họ về với tuổi thơ êm đềm, dịu nhẹ và bỏ lại sau lưng những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Hãy sở hữu cho mình một tấm vé thông hành giúp bạn quay ngược dòng thời gian để đắm chìm vào những giây phút tuổi thơ bồng bột thêm một lần nữa. Cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh do nhà xuất bản Trẻ xuất bản tại công ty cổ phần in khuyến học phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách gồm 208 trang, khổ giấy 13x20cm. Cuốn sách có liền bề màu xanh được trang trí rất đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý sâu sắc. Nó tượng trưng cho một cuộc hành trình trở về với tuổi thơ của mỗi chúng ta, mà tác giả đã nhận được nhiều giải thưởng và đặc biệt là giải thưởng văn học ASEAN năm 2010. Qua cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác giả đã mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của bốn bạn nhỏ với những trò nghịch ngợm, những trò dễ thương thuở bé. Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời còn là cậu bé 8 tuổi, mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ hồn nhiên đầy ắp tiếng cười. Tuổi thơ không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, không có sự bộn bề của cuộc sống. Cái thế giới của chúng chỉ có sự hồn nhiên của trẻ thơ, sự ngây ngô của tuổi trẻ non dại. Nhưng đôi lúc cũng có những cuộc nổi loạn để thoát khỏi sự trói buộc của người lớn, cái thế giới mà người lớn không thể nào hiểu được. Nhưng lòng với những thái tháng hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Cái sân ga 8 tuổi của nhân vật tôi, thằng cu ngùi như là một điểm tựa ký ức để tác giả thả vào đó những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời. Qua hành trình khôn lớn của những đứa con đó, tôi như được chứng kiến một thước phim quay chậm, lúc thì mờ ảo, nhiễu loạn nhưng có lúc hình ảnh về những ngày tháng hồn nhiên, tuổi thơ lại hiện lên rõ rệt, sinh động, ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua. Câu chuyện gồm 12 chương, mỗi chương với một nội dung khác nhau về những câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Xuyên suốt quyển sách là nhóm bạn cùng 4 người với những ông cụ, bà cụ non khoác trên mình hình hài trẻ thơ gồm nhân vật tôi, cu mùi, con tí sún, thằng hải cò và tủn hoa khôi của xóm. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là một mô tả tài tình về một thế giới kỳ lạ của tuổi thơ. Trong mỗi tình tiết dễ dàng lôi cuốn đi hết những câu chuyện. Thì sau khi xếp sách lại, hình ảnh những đứa trẻ con mong manh buộc phải ra từ vương quốc huy hoàng của nó để dẫn bước vào thế giới đầy toan tính và cạm bẫy của người lớn sẽ vẫn ám ảnh ta không dứt. Nguyễn Nhật Ánh đã tặng chúng ta một tấm vé trên chuyến tàu đặc biệt để mỗi người chúng ta có thể lật lại những trang sách đã nhuốm màu dĩ vãng này, trở về dòng sông trăng trèo của tuổi thơ, rồi gột rửa đi hết những bụi bặm, những bế tắc, những phù phiếm ở thế giới người lớn. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là thể loại chuyện khi bạn cầm cuốn sách trên tay, tức là bạn đang được cầm một tấm vé đi trên chuyến tàu, đưa bạn về với tuổi thơ của chính bản thân mình. Câu chuyện mang cả một thời thơ ấu ùa về trong lòng người đọc, đặc biệt là với thế hệ trẻ 7X, 8X và 9X. Những thế hệ trẻ đã trải qua một tuổi thơ đầy nắng gió, cách viết của tác giả rất thú vị. Nó lôi cuốn người đọc, làm cho người đọc cảm thấy thực sự thoải mái và bình yên sau mỗi giờ làm việc, học tập căng thẳng. Với những giá trị nghệ thuật và những nét đặc sắc của tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã khắc họa thành công một thiên đường đầy ắp tiếng cười và cả cách nhìn hài hước lẫn châm biếm về những thay đổi và sự khác biệt giữa thế giới trẻ con và người lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn khác nhau, khiến cho người đọc cảm nhận được sự sâu sắc cùng với những bài học ý nghĩa khắc họa vô cùng rõ rệt. Điển hình là đoạn trích: với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ chức năng, trẻ con chỉ có óc tưởng tượng. Đoạn trích này cho chúng ta thấy rằng thế giới quan của trẻ con nhỏ bé lắm. Chúng có thể tự do trở thành một người đưa ra những luật lệ, sở hữu tất cả những gì mà chúng muốn chỉ với trí tưởng tượng phong phú.
Còn người lớn thì ngược lại. Người lớn vẫn yêu thích việc tưởng tượng nhưng theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, người lớn cũng cần biết trẻ con phán xét họ cũng nghiêm khắc như họ phán xét chúng. Đằng sau cuốn sách, tác giả có nhắn nhủ với chúng ta một lời rằng: tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em. Nếu có tấm vé hành trình về lại tuổi thơ, chắc chắn tôi và bạn cũng xin đi nhiều một chuyến về lại những tháng ngày khó mà quên. Để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi là người lớn. Có lẽ tôi và rất nhiều bạn nhỏ khác cũng đã đang hoặc sẽ đánh mất rất nhiều năm học tập quý giá, đánh mất rất nhiều kiến thức bổ ích vì còn lời đọc sách. Đọc xong cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, tôi có cảm giác như được sống lại thời thơ ấu, những ngày tháng tươi đẹp không phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì. Tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ mang đến cho mỗi chúng ta một hình ảnh, mỗi hành động, lời nói của bốn nhân vật đều để lại trong tôi những tình cảm sâu sắc về dòng chảy hờ hững của thời gian đã mang đi mất của chúng ta rất nhiều thứ, mang đi mất những tháng ngày rong ruổi dạo chơi khắp xóm, mang đi mất những người bạn thân thiết đã từng là tất cả với tôi, và hơn hết là mang đi mất chính hình bóng tuổi thơ, thậm chí là biết bao hoài bão cháy bỏng mà tôi đã từng khao khát thực hiện cũng bị lớp bụi thời gian xóa mờ vùi lấp. Tôi rất yêu thích cuốn sách này. Cuốn sách đã cho tôi một bài học là hãy biết trân trọng tuổi thơ của mình, hãy cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện để tuổi thơ của mình sẽ là một chuỗi kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Nếu sau này, mỗi khi nhớ lại tuổi thơ, chúng ta sẽ cảm thấy thật tự hào. Cuốn sách này thật sự là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, thân thiết và thấu hiểu tuổi thơ của mỗi chúng ta. Đồng thời, nó còn tạo cho người đọc những cảm nhận sâu sắc, gần gũi, qua đó có thể tự soi chiếu bản thân mình thông qua từng trang sách một cách rõ nét. Bên cạnh đó, các câu chuyện được lồng ghép một cách khéo léo để bạn đọc không cảm thấy bị nhàm chán, qua đó khắc họa những tình tiết mới, đi kèm với đó là những bài học nhân văn sâu sắc. Qua đây, tôi mong các bạn hãy tìm và đọc cuốn sách này vì nó là một cuốn sách rất hay và ý nghĩa. Góp phần phát triển phong trào đọc sách cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Theo cá nhân tôi, xã hội chúng ta càng phát triển thì càng có nhiều mục tiêu và quyết định phấn đấu hơn nhằm phát triển xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của cuộc sống con người hiện đại. Tuy vậy, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của những cuốn sách người bạn truyền thông gắn bó với tất cả thế hệ chúng ta. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển, tư duy, giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách con người. Ý nghĩa của việc đọc sách là vô cùng to lớn và mở rộng. Đại diện cho thế hệ trẻ, tôi khuyến khích và lan truyền văn hóa đọc trong trường và cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi người để ai cũng có cơ hội tiến gần hơn tới với sách, gắn kết những người yêu sách, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi sẽ đồng hành cùng với dự án Cùng Đọc Sách Tiên Phong, tạo lên một thế hệ trẻ biết trân trọng, biết tận dụng nguồn lợi không gì thay thế từ những cuốn sách hay. Qua đó, tôi cùng với những người yêu sách sẽ tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng cảm chia sẻ với nhau về thông điệp mà mỗi cuốn sách đem lại. Tích cực tham gia các hoạt động đọc sách, báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, cuộc thi kể chuyện theo sách, tổ chức đọc sách và chiều các ngày trong tuần và cuối tuần tại thư viện nhà trường, thư viện tỉnh, các nhà sách. Trước hết, tôi sẽ kêu gọi thành lập những câu lạc bộ dành cho những người yêu sách ở thành phố Lào Cai quê hương tôi. Việc thành lập, tổ chức câu lạc bộ về sách giúp gắn kết những người yêu sách, thu hút những người bạn trẻ đến với câu lạc bộ. Tiếp đến, tôi sẽ kêu gọi những người quyên góp sách tự nguyện lập lên những thư viện miễn phí nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho người đọc, đặc biệt là xây dựng tủ sách miễn phí những ngày hội đọc sách ở vùng còn khó khăn, các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Khi đã có một nguồn kinh phí và lượng sách quyên góp nhất định, tôi sẽ cùng với những đồng đội mở ra các buổi triển lãm, hội chợ rẻ hoặc tổ chức những buổi tặng sách miễn phí cho người yêu sách, trưng bày, giới thiệu về những cuốn sách nổi tiếng, trích dẫn đoạn văn hay, thông tin thú vị và những cuốn sách tạo ra nhằm hứng thú tìm hiểu đối với người đọc. Những thông tin về các buổi trao đổi tập hợp sách sẽ được phổ biến rộng rãi trên các trang web và fanpage nhà trường để tạo ra một diễn đàn học tập thật ý nghĩa. Muốn phát triển văn hóa đọc, chúng ta cần phải thúc đẩy đồng bộ 3 yếu tố: thói quen đọc sách, sở thích đọc và kỹ năng đọc. Việc chỉ có thể trở thành thói quen được đọc đi lặp lại trong một thời gian nhất định với tần suất cố định. Mỗi cá nhân tự học sẽ tạo lên một xã hội tự học, từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Mỗi ngày đọc vài trang sách, khi về già bạn đã có trong mình một thư viện khổng lồ. Chúng ta chỉ có thể phát triển nền văn hóa đọc Việt Nam hiện đại, xây dựng một xã hội ham học,
để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững có thể xứng ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Khi phát triển đồng loạt nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan tới đọc sách, văn hóa đọc chính là cốt lõi đổi mới của giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển của xã hội. Vâng, thưa các bạn, chúng ta hãy bằng trí tuệ, bằng sức trẻ, lòng nhiệt thành, hãy cùng chung tay để phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta và phát triển văn hóa đọc của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng nói riêng và toàn tỉnh Lào Cai nói chung. Chúng ta, những chủ nhân của tương lai đất nước, thì công việc và nhiệm vụ của chúng ta chính là ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao tri thức và thông qua việc đọc sách. Chỉ có điều đó, chúng ta mới có hành trang tri thức để sẵn sàng bước bước vào đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để cho tôi xin hạng bé chúng thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ.